biết tay như tôi. Chỗ này cho biết đây. Tôi tôi. Bà ra giúp tôi. Buộc trói chân dưới tay đưa về. Tôi được cái gì đó. Mình mới ngủ mất chỗ mà. Tôi nói cho bà biết này, tôi mơ ngủ mất hết đồ đạc mà lâm hết Tết xuống rồi. Mình không mang đi làm, mình phải mang đồ đi. Không có nhá, nó khoáng hết ra. Thì cơ mà Tết này à, lấy gì mà lỡ. Ông giả hơi à? Chứ làng xóm người ta cười cho. Tôi đấy bạn, kể cả tôi sợ hơi. Như cái làng này bà thấy có thằng nào biết bơi với tôi không? Nhìn cái mặt bà hôm nay đáng yêu ra phép nhẽ. Nhưng với tôi nhá, tài sản quý hơn là tiêu sản. Tôi phải cất nó, tôi đi làm mới mang theo an toàn. Còn mấy bộ quần áo kia, mấy bộ cái món phu tung của bà bà cất bà chồng nhá. Còn tôi đi cuốc đất này. Ở đâu nhỉ? Các bác ạ, khổ quá, mình sắm bao năm mới được món này. Đây là quả gớt kìa. Quả gớt kìa. Thì hôm nay em đi trồng gớt. Cái bà này hôm nay thế nào mà bà đi hái chuối à? Úi giời ơi, nào mà bà nắng phí thế. Buồng chuối nha bà, nó thế này à? Thế nó rụng tướng lọ rồi. Sao mà chín thế? Chín thế. Ông vừa phải thôi, ông về làm cho bà đi. Bà đang tìm ông kìa. Đi đâu mà mang đồ leo này? Tài sản của tôi. Tôi đi đâu tôi chẳng phải mang đi. Hay tôi hỏi thật bà là cái buồng chuối này của bà này của tôi. Ông mang về hết đi. Úi dồi ôi, tự nhiên nay mình hên ghê. Tự nhiên này có buồng chuối. Mà chuối nào thì, úi dồi, người thế nào thì chuối như thế. Ông xem lại đồ của ông nhỉ. Ông như thế đấy. À, biết cái lão kia đi đường nào rồi. Suốt ngày phải tìm. Lại lấy cái gì của ai kia? Tôi không mà lấy của ai cả. Tôi đàn ông mà vô biết nhặt nhạnh nó vừa thôi. Tôi nói cho bà biết, tôi mang về vẫn là chuối này vẫn là bà dùng đấy. Mày ai dùng? Không thèm. Bưởi này. Thấy cái gì của ai cũng vô biết. Này đây bà đi bà giả đi. Bà giả cho nhạc bà mình. Đây đây. Ủa nhai? Nhà bà Minh. Tôi tưởng nhà bà Minh đấy. Đấy tôi còn, là. Còn đây là nhà bà Cam. Đấy. Còn. Đấy tôi giả cho bà. Mà tôi giả hết cho bà. Đem vào. Tôi. Nói bà này. Đem vào vứt hết thì bây giờ tôi đi giả chuối thôi. Tôi nhẹn mình từ đây. Hôm nay nhá. Để lại cho. Thích. Vơ vả vơ vẩn. Vơ vết nhặt nhạnh được. Bọn tất. Thế tôi có ăn mình đâu. Bọn tất ông cầm hết đi. Bà đi giả chuối với bưởi. Nói cho mụ biết nha, cuộc đời tôi nhá, chỉ cần nhá, tôi mà có cơ hội nhá, tôi sẽ lấy bằng được cái con mụ Minh nhá. Nó cần hiền thục nhá, nó không như bà nhá, đồ quỷ sứ. Bà Minh ơi,
cái bùng chuối cái đó nhìn quen quen đấy. Tôi tin lão cho tôi cầm về. Tôi vừa mới đặt xuống đây xong. Của nhà bà rồi tôi đem tôi trả bà đây. Tôi vừa mới chặt cây bưởi ở đây, cây vẫn còn đây. Chán lắm bà. Tôi chả đi đâu cũng vơ vét nhặt nhạnh nói không được. Tôi chả thấy lớn mà là con tôi thì ngày nào tôi đè cho tôi đánh. Ở đây đánh chả đánh được, cứ phải chịu, ngậm ngùi chịu. Tôi để đây tí bà cầm nhá. Đấy, bà cứ để đây cho tôi. Đúng là tôi chả thấy ai như ông nhà bà. Cái lão nhà bà đi ngủ đêm có gọi tên người khác không? Lão nhà tôi đi ngủ đêm nào cũng lẩm bẩm gọi tên người khác thôi. Thế chắc là lão có bồ rồi đấy. Tôi cũng đang nghi rồi. Đêm đến cứ lẩm bẩm cứ gọi tên người khác. Cứ mơ ngủ là chả biết là mơ hay là tỉnh hay là ấy nữa mà cứ gọi thôi. Tôi chẳng hiểu sao có ai thích ông nhà bà. Thế thì mi điền. Đúng rồi bà, đàn ông nó có bồ là đàn nào nó nhắc tên nhau đấy. Này, thế tôi hỏi thật nhá. Bà với lão tôi có hay gặp nhau không? Tôi có điên rồi, tôi đang cảm ông đấy. Đêm chưa điên. Đêm lão lẩm bẩm toàn nhắc tên bà thôi đấy. Bà nào như tôi chẳng điên, tôi đi gặp lúc nào cũng Minh, lúc nào cũng bà Minh ơi. Tôi chả điên. Bà với ông có gì không mà như thế? Không, tôi không. Hay là tôi với bà, chúng lúc nào thì dình ông ấy xem ông đi đâu. Chắc là cái bà nào bên đằng bên chứ không phải tôi đâu. Ngày mai ông ấy đi, từ mai đi tôi. Bà sắp xếp việc ông đi theo tôi, bà đi theo dõi. Tôi bà đi rình. Đi rình xem lão ông đi đâu. Chứ đêm đến lúc nào cũng Minh ơi, Minh ơi. Đều âm mỹ lên lắm. Đi con bé lặng bên kia kìa. Này, tôi nói nhỏ nhé. Lắm lúc ấy, lão cứ dễ nữ trong này lão cũng Minh ơi, Minh ơi ấy. Các cụ vẫn có câu. Câu gì nhỉ? Câu gì chả nhớ. Người đâu thì đầu nâu đấy. Tôi gì mình mang đi, mang về. Mình phải mang đồ để đây. Ngu gì mà lại để ở nhà chứ, thằng hàng xóm nó sang nó lại là cuốn đi mất ấy. Còn mụ vợ tôi nó cứ bảo tôi phải cuốc đất trên nó cho nó trồng rau rau sạch. Cả ngày cả tháng cả tắm đòi ăn rau sạch. Nhìn em cắt chuối xinh xinh, ước gì em vẫn một mình đợi anh. Ê dê, bà nói gì? Đi quốc đông quốc tây ấy. Quốc cái ruộng nào ấy. Gọi nhà là quốc cái gì. Mắt em trông thật long lanh, nhưng mà chẳng biết mắt ai xanh rờn. Nhìn cái mặt nó thì ghét. Sao bà ghét ai? Bà nói đi. Chú Phi Trình, ông có làm không? Tôi nói cho bà biết nhá. Tôi thực ra những hôm như mình ngủ rồi nhắc tên cái bà Minh ấy, là không phải là cái bà Minh bằng xương bằng thịt đâu, mà ý tôi nhắc là bao giờ cho trời bình minh anh ra cuốc đất cho mình vui vui, hiểu chưa? Thôi ông làm đây đi, đứng dậy làm đi. Tôi đi vào tôi làm nốt luống kia trồng cải bắp. Làm đi, làm với quan. Tôi cảm thấy cuộc đời này nó
Phi thường. Hôm nay cúc ruộng vui vui, ngày mai lại thấy vui đầu bờ sông. Nhìn em như thế bù con bù nó là con bù lông, ước gì anh được vật lông của làng. Bây giờ cái bà kia bảo về trong cái rồi mình sang nhà em yêu tí đấy. Mình ơi, anh sang với em đây. Em cho con nó bú đi. Anh sang, anh nhìn bầu trời bình minh. À, cái đồ đã không có nào nguy hiểm này. Đây à? Cái đạo mập nhà bà đi đâu à? Đạo quốc ở ruộng bên kia hả? Ôi giời ơi, bà ra mà xem. Lạc đi đâu rồi đây? Chắc là quốc ruộng nhà xóm rồi. Tôi thấy lão rình rình mò mò kia kìa. Tôi vào đi. Rình à, không làm nữa. Đi. Hôm nay tôi mà biết được á, biết tay với tôi. Suốt như này chỉ thế này. Đi kia rồi, nào kia rồi, đi. Từ bà ơi, nhanh không lỡ lại đây. Bẻ cây chuối, che. Không, từ đâu có chưa, khéo. Con mụ này mà nó biết thì chết. Cuối cùng mình mình ăn con cái bầu trời bình minh bên kia thì con mụ mình bên này bị chết oan. Khi trùng tên có giá trị. Em ơi, mà hôm nay em đi đâu ôm đồm lắm đồ thế? Mang rất cho em nè. Ủa chứ chị đi về nhà. Đi về nhà đi. Mệt quá. Trời ơi. Nhỏ. Đúng cái nhà này rồi bà. Nhà này đấy. Bà đây, tôi chạy sang kia nhé. Đi, tôi chạy sang kia. Đi lên nhà nhé. Thôi, con đang ngủ. Con nó ngủ à? Con ngủ. Em ơi, thích quá. Em chưa, em có thích à? Tôi thử em ơi, xem có đứa nào ngoài cổng đã. Ông ơi, cho biết đây. Tôi có. Bà ra giúp tôi. Buộc tối chân dưới tay đưa về. Tôi có được cái gì đó. Đi về trói nó giúp tôi. Tôi có được cái gì đó. Đi về trói nó giúp tôi. Em ơi, em đừng nói với ai em tên là Bình Minh nhá. Đi về.